Cũng liên quan đến trộm cắp là đoạn clip ghi lại cảnh hai tên cẩu tặc táo tợn phối hợp với nhau để trộm chó, khiến cho nhiều người vô cùng bức xúc. Theo đoạn clip ghi lại, khoảng hơn 1 giờ sáng ngày 24 tháng 2 vừa qua, hai thanh niên đi bộ trong một con hẻm đông đúc nhà dân. Lúc này, phát hiện tiếng chó sủa từ một nhà dân, lại thấy tường rào thấp nên một thanh niên đã nhảy vào bên trong để tiếp cận con chó. Tên còn lại đứng bên ngoài hòng cảnh giác. Tiếp đó, nam thanh niên nhanh chóng kéo con chó đến chỗ đồng bọn đang đợi bên ngoài rồi tẩu thoát. Theo chủ nhà, có vẻ như chú chó đã bị tên trộm tiêm thuốc mê. Do đó, khi kéo con chó từ chuồng ra ngoài cổng, con chó không sủa, cũng không có sự phản kháng.